Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Bảo Bạch. Hôm nay mình xin đại diện công ty Thế Giới Bảo Bạch giới thiệu các bạn về những sản phẩm để mọi người có thể là so sánh và lựa chọn các sản phẩm sao cho phù hợp với doanh nghiệp mình. Trước mặt mọi người đây là ba dòng máy của hãng Rin được công ty mình phân phối và cung cấp. Đây là dòng máy Rin 4012 BLM cộng và đây là hai dòng máy Rin để bàn 408 BE cộng và 412 BE cộng. Đầu tiên thì mình xin giới thiệu sơ nét về hai dòng máy để bàn cho mọi người. Về cơ bản, chúng có hình dạng cũng như tính năng tương tự, thiết kế nhỏ gọn, bắt mắt. Lớp vỏ bên ngoài được làm từ chất liệu nhựa cứng và bền. Điểm khác biệt giữa hai dòng máy đó chính là độ phân giải. Ở độ phân giải 203 dba, dòng máy Rin 408 phù hợp in các content có kích thước vừa. Độ phân giải 300 dba ở dòng máy Rin 412 phù hợp in các content có kích thước nhỏ lên tới vài mm. Máy có thể in trên chất liệu in như giấy đề can, PVC, xi bạc. Tiếp theo đó, đây là máy Rin 402 BLM cộng. Đây là một chiếc máy in mà hầu hết các chủ doanh nghiệp và các sản xuất đều mong muốn sử dụng nó, biết được các tính năng của nó sau đây. Với thiết kế bên ngoài bằng thép, chắc chắn đây là chiếc máy siêu bền. Công suất máy có thể in từ 15 đến 20 cuộn giấy mỗi ngày, với độ dài mỗi cuộn lên tới 100m. Với máy in cũng khá đơn giản, máy sẽ kết nối với máy tính bằng hai cổng USB hoặc S232. Ngoài tính năng in trên giấy đề can, PVC, xi bạc, máy có thể in trên chất liệu bằng rubber hoặc satin. Dù có độ phân giải lên tới 300 dba, song tốc độ in của chúng vẫn sẽ rất nhanh, khoảng độ 152mm trên giây. Tôi hy vọng những thông tin tôi vừa chia sẻ sẽ giúp cho các bạn có nhìn tổng quát hơn về sản phẩm cũng như là lựa chọn các sản phẩm cho phù hợp với doanh nghiệp mình. Mọi chi tiết xin liên hệ đến công ty Thế Ma Bạch hoặc nhớ mà đừng lên bên dưới để được tư vấn và giải đáp thắc mắc. Xin chào và hẹn gặp lại ở video sau. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay lại trở lại với livestream của công ty Thế Giới Bảo Bạch. Em là Minh Tân, đây là bạn Hàng Nga. Thì hôm nay công ty Thế Giới Bảo Bạch xin giới thiệu với mọi người cái livestream đó là combo bán hàng dành cho các cửa hàng bán lẻ. Thì trong buổi livestream ngày hôm nay em sẽ giới thiệu một số cái combo dành cho các cửa hàng bán lẻ để mình lựa chọn xem cái combo nào sẽ phù hợp với là cái cửa hàng của mình. Mọi người hãy cùng theo dõi để biết thêm cũng như là lựa chọn được cái combo nó phù hợp ạ. Xin chào tất cả các mọi người. Thì ngoài cái giới thiệu những cái combo bán hàng thì hôm nay bên em sẽ hỗ trợ quý khách hàng lựa chọn cũng như là giải đáp những cái thắc mắc, những cái lo lắng mà quý khách hàng đang gặp phải khi trong cái quá trình quản lý bán hàng của mình ạ. Thì mọi người hãy like, share cũng như là tương tác với em trong livestream ngày hôm nay ạ. Mọi người có thể để lại những cái câu hỏi, những cái bình luận, những cái vấn đề mình đang còn thắc mắc về cái việc mình áp dụng cái mã vạch cũng như cái bộ bán hàng, cái combo bán hàng như là siêu thị vào cái cửa hàng của mình có phù hợp hay không, thì mọi người hãy để lại những cái bình luận của mình đi ạ. Em sẽ hỗ trợ tương tác cũng như là hỗ trợ giải đáp cho mình những cái thắc mắc ạ. Trong cái buổi livestream ngày hôm nay, khi mà quý khách hàng đặt hàng thì bên mình sẽ được nhận những cái ưu đãi đặc biệt cũng như là mua hàng với những giá cực kỳ sốc luôn, nên là quý khách hàng có những cái yêu cầu cũng như là nhu cầu như thế nào thì cứ comment dưới livestream để bên em hỗ trợ cũng như là tư vấn mình lựa chọn những cái sản phẩm phù hợp để mình quản lý cũng như là giải đáp được cái vấn đề bán hàng của mình. Thì em xin giới thiệu sơ về công ty Thế Giới Bảo Bạch. Công ty Thế Giới Bảo Bạch là một công ty chuyên cung cấp các thiết bị giải pháp về sản xuất bán lẻ cũng như là trong y tế, bệnh viện, trường học. Cái giải pháp về quản lý kho, quản lý sản xuất, đây là những cái giải pháp mà hiện tại các cái doanh nghiệp, các công ty đều đang rất là quan tâm về cái việc kiểm soát hàng tồn kho của mình. Thì mọi người có nhu cầu mình cần xây dựng một cái giải pháp cho doanh nghiệp của mình, hãy liên hệ với lại công ty Thế Giới Bảo Bạch để nhân viên kinh doanh sẽ liên hệ tư vấn cũng như là lên cho mình một cái giải pháp nó phù hợp với doanh nghiệp của mình ạ, để mình có thể là thuận tiện mình sử dụng, mình quản lý
trong quá trình mình xuất khẩu hàng hóa bằng sử dụng mã vạch. Thì ngoài ra thì hiện tại bên em đang triển khai một cái công nghệ mới, đó là công nghệ RFID, công nghệ sử dụng cái tần số vô tuyến. Thì đây là một cái giải pháp kho mới, nếu anh chị có nhu cầu mình quan tâm thì có thể là liên hệ để kinh doanh tư vấn, cũng như là để cho mình hiểu thêm về cái giải pháp này có phù hợp với lại doanh nghiệp của mình hay không ạ. Mọi người hãy liên hệ với hotline là 1900 3438, các bạn kinh doanh sẽ chủ động liên hệ cũng như là hỗ trợ cho mình được sớm nhất ạ. Xin chào tất cả mọi người đang xem livestream. Chào bạn Thạch, chào chị Hương ạ. Thì mọi người hãy nhanh tay đưa ra những cái câu hỏi cũng như là comment của mình về cái thắc mắc hay là những cái lo lắng của mình dưới livestream này, thì bên em sẽ hỗ trợ tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc cho quý khách hàng. Dạ, em chào chị Mỹ Lan ạ. Dạ, cảm ơn chị Mỹ Lan ạ. Dạ, nếu chị cần có sau này có sử dụng mà mình còn gặp những vấn đề về kỹ thuật á, chị hãy liên hệ với kỹ thuật bên em ạ. Các bạn sẽ hỗ trợ cho mình ngay tức thì ạ. Tại vì trong quá trình sử dụng thì không tránh khỏi những cái việc về máy móc hoạt động có thể là nhiều lúc nó bị sai sót, mình vận hành không đúng, thì hãy liên hệ kỹ thuật bên em ạ. Để kỹ thuật bên em hỗ trợ thêm cho mình chị ha. Dạ, mọi người hãy like, share cũng như là chia sẻ thêm cái livestream này để cho cái shop thời trang, cái cửa hàng bán lẻ, những cái shop mini, những siêu thị mini đang quan tâm tới cái bộ combo bán hàng như thế nào nó phù hợp, để mọi người cùng biết và cũng có thêm cái kiến thức để mình trang bị cho cửa hàng của mình ạ. Trong cái buổi livestream ngày hôm nay thì Thế Giới Mã Vạch đặc biệt dành riêng cái buổi livestream này để nhằm hỗ trợ cũng như là giải đáp mọi thắc mắc cho những cái cửa hàng bán lẻ cũng như là các shop quần áo hay là các cái hàng tiêu dùng cũng như là các cái sản phẩm mà mình bán cửa hàng tạp hóa. Thì công ty Thế Giới Mã Vạch sẽ giải đáp mọi thắc mắc cũng như là các câu hỏi. Thì các khách hàng hãy để lại những cái comment hay là chia sẻ cái livestream này vào các hội nhóm để mọi người xem và đưa ra những nhiều câu hỏi hơn ạ. Em sẽ nhắc lại một lần nữa, thì cái combo bán hàng dành cho các cửa hàng bán lẻ, những cái siêu thị, các shop mini, đó là cái chủ đề của buổi livestream ngày hôm nay ạ. Mọi người hãy theo dõi từ đầu livestream tới cuối livestream để mình có thể lựa chọn được một combo nó phù hợp cho cửa hàng của mình. Không biết là combo của mình đã gồm những cái thiết bị nào, những cái sản phẩm nào và nó hoạt động ra sao, thì tới nữa em và Nga sẽ hỗ trợ giải đáp cho mình những cái vấn đề mình đang còn thắc mắc ạ. Vào đầu tiên của cái buổi livestream ngày hôm nay thì cho em hỏi là các cái quý khách hàng đang xem livestream ở đây thì mình có những cái lo lắng hay là những cái băn khoăn gì trong cái việc quản lý cửa hàng hay là trong cái việc lựa chọn các cái sản phẩm để mà quản lý cái cửa hàng của mình không ạ? Thì mọi người cứ đưa ra những câu hỏi để bên em giải đáp thắc mắc cái lo lắng của mọi người ạ. Thì cái quản lý cửa hàng là một cái thách thức cũng như một cái khó khăn đối với những cái chủ shop mà mình mới mở ra, thì nó sẽ có nhiều cái vấn đề mà mình cần kiểm soát cái hàng hóa của mình nó một cách nó thuận tiện cũng như là nó đảm bảo để không bị thất thoát cũng như là không bị tồn kho quá lâu. Thì cái giải pháp bán lẻ nó sẽ phù hợp, nó giúp cho cái shop thời trang này cũng như là shop cửa hàng, các shop siêu thị mini, để mình có thể là đẩy cái lượng hàng tồn kho ra cũng như là mình kiểm soát được cái lượng hàng của mình, vậy không bị thất thoát và cũng tránh bị là cái trường hợp là mình bị mất cái doanh thu của mình do cái sai sót trong quá trình mình bán hàng cũng như là tính tiền. Đầu tiên thì em sẽ chia sẻ về cái em sẽ gợi ý một số cái lo lắng của các chủ cửa hàng hiện tại đang mắc phải trong cái việc bán hàng của mình. Thứ nhất là cái việc không kiểm soát được hàng hóa về cái việc xuất nhập tồn, cũng như là cái việc mà mình luôn phải đứng ở cửa hàng để kiểm soát nhân viên hay là kiểm soát hàng hóa. Thứ hai là cái việc mà không kiểm soát được cái tình hình kinh doanh, ví dụ như là doanh số, chi phí hay là doanh thu hàng tuần, hàng tháng. Tiếp theo là cái việc mà thanh toán chậm khiến khách hàng phải khó chịu khi mà đợi chờ cái việc thanh toán của bên mình, hoặc là những cái sai sót trong cái quá trình thanh toán khi mà mình thanh toán bằng thủ công. Thì hôm nay công ty Thế Giới Mã Vạch thực hiện cái livestream này nhằm giải đáp cũng như là giải quyết cái mọi cái vấn đề đó cho quý khách hàng đang phải lo lắng. Thì về những cái nỗi lo của cái chủ cửa hàng về cái việc mà thất thoát hàng hóa cũng như là doanh số giảm và cái hàng của mình không kiểm soát được là tồn kho bao nhiêu và bán ra bao nhiêu cũng như không báo cáo được chính xác hàng ngày,
thì nó sẽ là có nhiều nỗi lo nó cứ ập tới hàng ngày. Thì để giải quyết nỗi lo đó thì Thế Giới Bạch đã phát triển một cái giải pháp, đó là giải pháp bán lẻ để phù hợp cho các cửa hàng cũng như là các shop cũng như là các siêu thị mini, để mình áp dụng vào, mình đảm bảo được cái lượng hàng hóa của mình nó được lưu thông một cách nó trôi chảy, không bị thất thoát cũng như là tồn kho quá lâu, và cái việc bán hàng của mình nó được thực hiện một cách chuyên nghiệp, và khách hàng nhìn vào người ta sẽ cảm thấy là một cái cửa hàng này thật là áp dụng là chuyên nghiệp, như một cái siêu thị mini, như một cái siêu thị mà tiện lợi để mà phù hợp cho khách hàng. Người ta sẽ biết được giá cả cũng như là chất được cái lượng hàng tồn kho, khi bán hàng hỏi là sản phẩm này còn không, chỉ muốn mua số lượng lớn, và các bạn bán hàng sẽ chất được ngay tại chỗ. Thì cái giải pháp bán lẻ này nó sẽ bao gồm các cái thiết bị và các phần mềm đi kèm. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu một số cái combo nó phù hợp cho các cửa hàng của anh chị. Anh chị cũng hãy cùng theo dõi tiếp cái livestream ngày hôm nay ạ. Mọi người hãy đưa ra những cái câu hỏi cũng như là những cái thắc mắc của mình trên cái livestream này để bên em sẽ giải đáp mọi thắc mắc trực tiếp cho bên mình luôn. Hoặc mọi người có thể liên hệ tới hotline của công ty Thế Giới Mắc Bạch 1900 3438 để được nhân viên kinh doanh bên em hỗ trợ tư vấn. Thì như chúng ta thấy thì hiện tại vừa qua thì cái dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng tới tình hình kinh doanh cũng như là cái công việc sản xuất kinh doanh của mọi công ty. Nên hôm nay công ty Thế Giới Mắc Bạch trong cái tháng 7 này thì đã đưa ra 3 bộ combo bán hàng nhằm hỗ trợ những cái kinh doanh nhỏ lẻ cũng như là bán lẻ. Thì trong hôm nay bên em sẽ giới thiệu 3 bộ combo bán hàng cơ bản, tiêu chuẩn cũng như là cao cấp để quý khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn cho mình bộ combo để đáp ứng được nhu cầu của mình. Đầu tiên em xin giới thiệu về cái bộ thiết bị bán hàng cơ bản. Bộ thiết bị bán hàng cơ bản là gồm những cái sản phẩm như thiết bị nào? Thì đầu tiên đó là gồm một cái thiết bị là đầu đọc mã vạch, anh chị ha. Đây là một cái đầu đọc mã vạch dùng để mình quét, mình xuất nhập hàng. Cái thứ hai là một cái thiết bị, đó là cái máy in bill, máy in hóa đơn, dùng để mình tính tiền, mình bán hàng cho khách. Khi mà mình đã bán hàng xong, mình check cái mã vạch xong thì mình sẽ in cái bill ra để khách đối chiếu lại, kiểm tra cũng như là thanh toán và lưu lại, có thể là mình đối chứng cuối ngày giữa các bạn thu ngân với nhau. Và cái thứ ba đó là cái sản phẩm về giấy in bill đi kèm với lại cái máy in bill này. Khi mà mình hết cái cục giấy in bill đây, mình sẽ thay vào đây và mình sẽ tiếp tục mình sử dụng. Thì ngoài những cái sản phẩm đó thì là sẽ có một cái sản phẩm về phần mềm, đây là cái phần mềm bán hàng, phần mềm bán hàng của bên Thế Giới Vạch. Nó sẽ giúp các anh chị là hỗ trợ về cái phần là nhập xuất tồn, cũng như là mình báo cáo được cái doanh số doanh thu hàng ngày cũng như là lượng hàng tồn kho hàng ngày. Thì đối với lại cái combo bán hàng cơ bản như vậy thì nó phù hợp với lại cái shop, các cái cửa hàng bách hóa đã có sẵn cái mã vạch ở trên sản phẩm rồi và sẽ không cần in cái mã vạch như vậy nữa. Sẽ phù hợp với những cái shop, các cửa hàng có sẵn mã vạch rồi và mình sẽ tận dụng mã vạch đó luôn và mình không sử dụng lại mã vạch mình phải in như vậy nữa. Nó sẽ tốn mất thêm một cái chi phí là mình in như vậy. Đó sẽ phù hợp với những cái bách hóa ha, những cái cửa hàng tạp hóa đã có sẵn mã vạch rồi. Anh chị sử dụng máy quét mã vạch này, anh chị quét vào và mình sẽ sử dụng tận dụng luôn cái mã vạch đã có sẵn trên sản phẩm và không cần phải in thêm bất kỳ cái sản phẩm nào hết. Thì nó khá là tiện cho những cái cửa hàng có sẵn. Một cái chi phí đầu tư nó ở cái mức vô cùng hấp dẫn, chỉ là ở cái mức là 6.999.000 đồng thì mình có thể có một cái bộ bán hàng bao gồm về phần mềm và hai thiết bị máy quét và máy in bill đi kèm, cũng như là cái thiết bị về vật tư giấy in bill. Thì anh chị có nhu cầu thì hãy liên hệ đặt hàng ngay hôm nay để được những cái giá ưu đãi nhất. Sau cái bộ thiết bị bán hàng cơ bản thì sẽ là cái bộ thiết bị bán hàng tiêu chuẩn. Nó được nâng cấp từ cái bộ thiết bị bán hàng cơ bản là nó sẽ được đi kèm thêm là một cái ngăn kéo đựng tiền, giúp cho cái quầy thu ngân của mình nó thêm chuyên nghiệp hơn, cũng như là sẽ chia ra được các cái rõ ràng được các cái mệnh giá tiền hơn. Thì trong cái bộ bán hàng này sẽ bao gồm máy quét mã vạch, máy in bill, ngăn kéo đựng tiền và năng lượng giấy in bill, và đi kèm với nó sẽ là một cái phần mềm bán hàng. Thì trong cái quá trình bán hàng thì tất cả các cửa hàng nếu muốn kiểm soát được doanh thu, doanh số cũng như là hàng tồn kho của mình trong cửa hàng thì đều cần một cái phần mềm để mà mình quản lý được tất cả các cái sản phẩm, các cái yêu cầu đó. Thì trong cái bộ bán hàng này, khi mọi người mua cái bộ bán hàng này với những cái thiết bị như vậy thì sẽ có giá là 8.999.000. Thì mọi người đã có thể sở hữu được tất cả những cái thiết bị cơ bản này để mình quản lý, mình gói gọn trong cái bộ bán hàng, cái cửa hàng của mình trong cái bộ bán hàng này rồi. Thì em sẽ giới thiệu qua một chút về cái phần mềm bán hàng này. Đó, đây là một cái phần mềm bán hàng offline ha. Mọi người chỉ mua một lần và sử dụng vĩnh viễn, không cần phải trả cái phí thuê bao hàng tháng.
như là các phần mềm online khác, thì là mình sẽ sử dụng đối với một cái laptop, à, cái bản quyền của nó là đối với một laptop, mình sẽ cắm cái USB này vào. USB này là có bảo mật ở đây, nhưng mà anh chị khi nào anh chị cắm USB vào thì cái phần mềm bán hàng mới được sử dụng, mà khi là rút ra thì phần mềm bán hàng sẽ đóng lại và anh chị sẽ không thể nào truy cập vào cái phần mềm bán hàng của mình. Thì đây là một cái đặc điểm để mình giúp mình bảo mật cái thông tin bán hàng cũng như là cái thông tin cửa hàng của mình. À, khi nào mình tới ca làm việc mình sẽ cắm vào, à, mình sẽ bảo mật hơn về cái phần mềm bán hàng cho anh chị ạ. À, đây là phần mềm bán hàng anh chị chỉ mua một lần và sử dụng vĩnh viễn ạ. À, bên em sẽ bảo hành trọn đời về cái phần mềm bán hàng này cho anh chị ạ. À, anh chị hãy liên hệ đặt hàng để mình sở hữu được những cái combo nó khá là hấp dẫn hôm nay ạ. À, dạ, em chào chị Mỹ Lan ạ. Thì hiện tại bên em đã cập nhật đầy đủ các giấy in bill chữ đen cũng như là chữ xanh rồi, thì nhân viên kinh doanh bên em sẽ liên hệ lại với chị và sẽ giao hàng qua địa chỉ như cũ cho mình nha chị. À, đây là cái giấy in bill màu đen chị Mỹ Lan ha. Hôm nay em đã về lại hàng cái giấy in bill này rồi, thì hôm nay em mới bóc ra, em live stream cho mình trong buổi live stream ngày hôm nay luôn ạ. À, thì công ty Thế Giới Mã Vạch rất cảm ơn cái sự ủng hộ cũng như là cái sự quan tâm của quý khách hàng dành cho công ty. Vì vậy mà trong những cái trong hàng tháng thì công ty Thế Giới Mã Vạch vẫn luôn tạo ra những cái chương trình khuyến mãi cũng như là giá rất là tốt cho quý khách hàng, để khách hàng luôn luôn ủng hộ và tìm đến Thế Giới Mã Vạch để Thế Giới Mã Vạch có thể đáp ứng được mọi nhu cầu của quý khách hàng. Thì bên cạnh đó thì là sau cái đại dịch Covid-19 thì là Việt Nam đã trở lại cái trạng thái bình thường mới, thì là đang hỗ trợ các cái shop, các chủ shop, các chủ cửa hàng những cái combo bán lẻ như vậy nó phù hợp hơn, thì mọi người hãy nhanh tay liên hệ với lại hotline hoặc là inbox trực tiếp với fanpage để mình có thể là nhận được cái mức ưu đãi hỗ trợ tốt nhất từ Thế Giới Mã Vạch, như là có những cái bộ giải pháp bán lẻ như vậy nó hoàn thiện hơn cho cái cửa hàng của mình và giúp mình quản lý một cách nó dễ dàng hơn. Thì về cuối cùng đó là một cái bộ bán hàng thiết bị cao cấp, là sẽ gồm như một cái bộ bán hàng như trước mặt của em đây. Đây là sẽ gồm máy in mã vạch, gồm máy quét mã vạch, máy in bill, máy đây là kết đựng tiền cũng như là giấy in bill đi kèm. Thì cái bộ bán hàng này là một bộ hàng hoàn chỉnh, sẽ bao gồm cả máy in mã vạch. Máy in mã vạch ở đây là mình có thể là mình in những cái tem mã vạch như vậy nè, mình dán lên sản phẩm, hoặc là anh chị có thể in những cái đơn hàng mình bán ở trên các cái trang thương mại điện tử ha. Cái trang thương mại điện tử như Shopee nè, Tiki, Lada thì mình có thể đều in được các cái bill, bill vận chuyển đó, mình sẽ tiết kiệm mình sử dụng chung một máy luôn. À, ngoài về cái in mã vạch sản phẩm thì mình có thể là in các cái bill về đơn vị vận chuyển, rồi mình in bill, mình tính tiền nhập khách, cũng như là máy quét mã vạch để mình nhập kho, mình xuất kho, mình bán hàng. À, đây là những cái thiết bị cần thiết cho một cửa hàng. Thì ngoài ra thì có cái kết đựng tiền ở đây, thì kết đựng tiền là giúp cái quầy thu ngân của mình, à, giúp các bạn thu ngân, mình sắp xếp cái loại tiền nó được nhanh chóng, cũng như là lúc mà tính tiền mình chỉ cần kéo ra những cái ngăn nào, đựng tiền nào mình sẽ tính tiền một cách nó nhanh chóng và nó tiết kiệm thời gian, để tránh mà cái khách hàng của mình chờ lâu trong quá trình tính tiền. Thì đây là một cái sản phẩm nó khá là phù hợp đối với lại cái shop mà mình có cái lượng mà bán hàng cũng như cái doanh thu hàng ngày lớn. À, anh chị hãy nên đầu tư một cái đựng tiền như vậy thì nó sẽ phù hợp với cửa hàng của mình. Và cái cuối cùng đó là cái phần mềm bán hàng. À, cái phần mềm bán hàng sẽ bao gồm các tính năng về kiểm soát về tồn kho nè, bán hàng nè, kiểm kê hàng hóa nè, báo cáo hàng hóa nè. À, anh chị hãy liên hệ với bên em để hỗ trợ được cái mức giá ưu đãi nhất để cái bộ bán hàng cao cấp như vậy. Hiện tại cái mức giá của bộ bán hàng cao cấp đó là 13.999.000 đồng. Đây là một cái mức giá hấp dẫn ưu đãi dành cho các cửa hàng. À, mọi người hãy nhanh tay đặt hàng ra. Dạ rồi, em chào chị Thanh Xuân, chị Quỳnh Trang, em chào anh Long ạ. Dạ thì em có thấy câu hỏi của chị Xuân ở đây ạ, là phần mềm có dễ dùng không? Thì cái phần mềm này nó tương đối là dễ dành cho các cửa hàng bán lẻ. Thì khi mà mình sử dụng á, mình đã có một cái file sẵn thì mình sẽ import vô cái phần mềm, hoặc là mình sẽ mình có thể nhập trực tiếp vào phần mềm, nhập cái thông tin sản phẩm cũng như là quét mã vạch vô trực tiếp đến phần mềm luôn. Khi mà tính tiền, mà nếu mà sản phẩm đó chưa có được cập nhật trong phần mềm thì mình có thể tạo được trên đó luôn nha chị Xuân. Thì tí nữa vào cuối live stream bên em sẽ thực hiện cái phần mềm ra cho mình luôn, thì chị hãy cố gắng theo dõi cái live stream này tới cuối nha, để bên em sẽ hướng dẫn mình cụ thể hơn ạ. Thì cái phần mềm này hoàn toàn dễ sử dụng như chị Xanh không? Đây là một cái phần mềm mà bọn em đã xây dựng cũng như là nhận cái phản hồi cho khách hàng để mình update từng ngày. Thì đây là một cái phần mềm bản là hoàn chỉnh nhất và nó sẽ là đơn giản nhất cho người sử dụng. Bất kể những cái tiệm tạp hóa bên em á, là những cái cô chú lớn tuổi luôn nhưng mà vẫn sử dụng phần mềm một cách nó rất là thành thạo, tại vì bọn em đã tinh giản nhất, tối giản nhất có thể để mà khách hàng có thể sử dụng
nó trải nghiệm một cách nó thoải mái nhất và không bị rườm rà về các cái nút bấm cũng như là về các cái tính năng của nó, nên chị hoàn toàn yên tâm ạ. Dạ chị Xuân ơi, khi mà chị mua trong một trong ba combo mà lúc nãy bên em giới thiệu á, thì mình sẽ được tặng kèm cái phần mềm này, phần mềm bán hàng này luôn nha. Mình sẽ mình cứ lựa chọn một trong ba combo thì bên em sẽ tặng mình cái phần mềm luôn ạ. Dạ rồi, em có thấy anh Long có tag là thầy Huyền Trung Phan. Rồi thì những ai mà có bạn bè mình sắp tới mở cửa hàng hay là cần một cái bộ bán lẻ như vậy để nó áp dụng vào, nó phù hợp cho cái cửa hàng của mình, giúp cho mình kiểm soát hàng hóa, thì hãy tag tên bạn bè của mình vào để em có thể là hỗ trợ nhanh nhất cho mình ạ. Dạ, em có thấy chị Trang hỏi là hàng chưa có mã vạch, phần mềm có tạo luôn không em? Dạ, hiện tại nếu mà cái sản phẩm của mình chưa có mã vạch thì mình nên sử dụng cái combo cao cấp là có thêm cái máy in mã vạch. Thì khi mà cái sản phẩm của mình chưa có mã vạch thì mình sẽ tạo cái mã vạch trên một cái phần mềm thiết kế bartender và mình sẽ in ra và mình dán lên sản phẩm. Sau đó mình sẽ cập nhật cái thông tin sản phẩm lên phần mềm thì mình sẽ bán hàng được và cái sản phẩm nó đã có mã vạch rồi đấy chị. À thì là phần mềm mà tạo mã vạch sẽ đi kèm cùng với là cái bộ thiết bị này luôn, cũng như là phần mềm bán hàng luôn, nên chị yên tâm hoàn toàn là mình mua một cái bộ như vậy về thì mình có hoàn toàn có thể là mình sử dụng được cho cái cửa hàng của mình ạ. Rồi em có thấy câu hỏi của anh Thạch là phần mềm có phân quyền sử dụng giữa chủ và nhân viên không? Dạ có nha anh Thạch ơi, thì cái phần mềm này mình có thể phân quyền cho nhân viên của mình ạ. Thì thường thường nhân viên bán hàng thì bên kỹ thuật bên em sẽ setup sẵn, đó là chỉ có cái nghiệp vụ là bán hàng thôi và sẽ không có được quyền chỉnh sửa về những cái tồn kho hay là về những cái đơn hàng sâu hơn và những cái báo cáo, vẫn xem được báo cáo hàng ngày của bạn đó bán được bao nhiêu, nhưng mà sẽ không can thiệp được sâu hơn về cái một vài quản lý hàng hóa của mình ạ. Để đảm bảo cho cái số liệu á nó được chính xác hàng ngày và các bạn chỉ việc bán hàng thôi, còn không quan tâm tới những việc khác. Và anh tài khoản admin thì anh sẽ có đầy đủ full quyền, anh sẽ làm được hết tất cả các nghiệp vụ trên đó, để có thể là xem báo cáo cũng như là mình tồn kho bao nhiêu và mình có thể là chỉnh sửa là những cái tồn kho này nó chưa hợp lý ạ. Bây giờ em sẽ cho anh coi sơ về cái phần mềm để anh hiểu rõ hơn ạ. Dạ chị Xuân ơi, mình mua mỗi phần mềm thì nếu mà trong cái livestream này mình chốt cái đơn phần mềm cho bên em thì bên em sẽ để cái giá rất là ưu đãi cho chị, thì nhân viên bên em sẽ liên hệ trực tiếp và tư vấn lại, sẽ lấy lại cái sẽ xem lại cái yêu cầu của mình, nhu cầu của mình sử dụng như thế nào, thì nhân viên kinh doanh bên em sẽ gửi báo giá cũng như là chốt đơn lại với chị nha. Nếu mà chị mua trong cái livestream này thì sẽ được giá rất là ưu đãi luôn, và tốt hơn hết là mình mua luôn combo thì mình sẽ được tặng cái free cái phần mềm này luôn ạ. Dạ, mình có thể là cân nhắc mình lựa chọn những cái thiết bị đây để mình áp dụng vào cái cửa hàng của mình ạ. Để một cách nó chuyên nghiệp hơn cũng như là mình quản lý nó dễ dàng hơn, nó khỏe hơn cho mình ạ. Không biết anh chị còn những cái câu hỏi thắc mắc nào nữa không ạ? Để em có thể là tiếp tục cái buổi livestream này cũng như là hỗ trợ thêm cho mình ạ. Trong cái livestream này thì khi mà mọi người lựa chọn một trong cái ba combo thì sẽ được tặng một cái phần mềm bán hàng miễn phí nha mọi người. Cái này là phần mềm sử dụng vĩnh viễn luôn và sẽ được nhân viên kỹ thuật bên em hỗ trợ cách sử dụng cũng như là hướng dẫn mình nhập thêm thông tin sản phẩm hay là sử dụng như nào, thì sẽ được nhân viên bên em hỗ trợ rất là nhiệt tình luôn ạ. Dạ, phần mềm này sẽ được bên em bảo hành trọn đời theo cái license của nó, anh chị mua một lần và dùng miễn phí thôi ạ. Nên là nếu có bất kỳ vấn đề về kỹ thuật hay là những cái lỗi mà xảy ra khi mà mình sử dụng phần mềm thì là sẽ liên hệ với kỹ thuật bên em rồi sẽ hỗ trợ ngay trực tiếp cho mình ạ. Tiếp theo, nếu mà mọi người em hiện tại thì em chưa thấy mọi người đặt thêm câu hỏi, thì em sẽ nói qua cái quy trình mà quy trình bán hàng của nguyên cái combo cao cấp này nha mọi người. Thì về đầu tiên cái quy trình của một cái cửa hàng thì đầu tiên là mình phải nhập hàng về mình bán, nhập hàng từ cái nhà cung cấp. Thì ở đây thì em sẽ tiến hành em in tem, em sẽ sử dụng cái bộ bán hàng cao cấp luôn, in tem và em dán lên sản phẩm của mình ạ. Đầu tiên em sẽ tiến hành em in tem của sản phẩm. Rồi thì đó là cái những cái tem sản phẩm em vừa in ra và mình sử dụng những cái tem này luôn. Mình sử dụng những cái tem này và mình sẽ lột và mình dán lên những cái sản phẩm của mình ạ. Đây là những cái tem đã được bế sẵn rồi, theo những cái kích thước nó phù hợp với lại cái cửa hàng bán lẻ. Đây là những cái tem nhỏ ha,
để có đầy đủ thông tin nè, tên sản phẩm nè, cũng như là giá tiền và các mã vạch. Anh chị có thể theo dõi trên màn hình máy tính nè. Em đang livestream trực tiếp với lại cái màn hình máy tính của em luôn, anh chị có thể theo dõi ạ. Đó, đây là cái sản phẩm về mã vạch cũng như là tem. Tiếp rồi. Theo cái quy trình bán hàng thì khi mà mình đã in ra được cái tem nhãn rồi thì mình sẽ bắt đầu nhập cái dữ liệu sản phẩm vô cái phần mềm. Hiện tại trên phần mềm bên em đang show trực tiếp cho mọi người xem được cái giao diện của phần mềm và cũng như là cách mình đang nhập cái sản phẩm vào nha. Rồi thì đây là một số cái hàng hóa đã được nhập vào. Thì đây là cái ở cái mục danh mục nhập hàng ạ. Các anh chị ở đây có thể là chọn cái nhà cung cấp ở đây nè. Ở đây em chọn, em đã tạo một nhà cung cấp sẵn. Đó, em sẽ tiến hành nhập hàng ở đây. Đó là cái nhập hàng của em. Mọi người ơi, cái đoạn này là rất là hấp dẫn và rất là bổ ích cho mọi người luôn, nên là mọi người hãy chia sẻ cái livestream này cũng như là tag thêm bạn bè của mình vô để mọi người có thể mà xem trực tiếp cái bên em đang show cái màn hình cái phần mềm luôn để mọi người xem. Rồi thì vừa rồi em đã nhập một số cái mã hàng từ nhà cung cấp là nhà cung cấp 1, nên là em có thể là mình có thể là tạo tên nhà cung cấp nè, địa chỉ nè, địa chỉ của nhà cung cấp cũng như là số điện thoại. Ví dụ như khi mình cần mình sẽ mở tên, mở cái nhà cung cấp đó ra mà có số điện thoại trực tiếp đây luôn, mình sẽ gọi trực tiếp từ cái phần mềm đây luôn. Đó, có số điện thoại rồi mình cứ nhìn vào mình gọi thôi. Đây em đã nhập một số cái sản phẩm, sẽ có mã hàng cũng như là tên hàng hóa và số lượng. Đó, mình sẽ nhập ở đây. Đó, mình sẽ có đơn giá cũng như là tổng cộng cái số lượng mình nhập vào bao nhiêu. Đó là cái lượng hàng mình nhập vào và sau đó mình bấm lưu lại. Rồi thì phần mềm đã báo là lưu thành công. Thì khi mà in cái hóa đơn cũng như là cái view tính tiền ra thì cái kết được tiền nó sẽ tự động mở ra. Khi mà nhận được cái lệnh in từ cái phần mềm, in view từ phần mềm thì cái kết tự động, cái kết tiền nó mới tự động mở ra nha mọi người. Nên là cái kết đựng tiền cũng như là cái hoặc là cái ngăn kéo này thì nó rất là bổ ích cũng như là rất là phù hợp cho các cái cửa hàng bán lẻ. Rồi thì đó là cái phần về nhập hàng, mình sẽ dán những cái tem mã vạch đây và mình tiến hành mình nhập lại những cái mã này vào cái phần mềm để mình biết được cái số lượng tồn kho đầu kỳ của mình là bao nhiêu và trong để nó trừ vào cái số lượng bán để mình tránh bị cái việc là bị số lượng nó bị chênh lệch và mình không kiểm soát được cái hàng tồn kho. Thì tiếp theo là cái về cái mục là bán hàng. Ở đây là cái giao diện của một bán hàng thì nó cũng tương tự như là cái phần nhập hàng. Thì nó cũng có sẽ chọn tên đối tượng, thì đa số thì một số khách bây giờ mình có thể là mình tạo tên đối tượng là khách lẻ, khách lẻ hoặc là một số cái tên đối tượng khác để mình quét mã vạch ở đây. Đây thì em đang chọn đối tượng là khách lẻ nè, mình có thể nhập thêm số điện thoại tùy theo ý của mình và mình tiến hành là mình sẽ quét mã vạch để mình tính tiền. Rồi thì em đang tính một số sản phẩm, thì đối với những cái sản phẩm mà số lượng nhiều mình có thể là mình cộng dồn lại. Rồi đây là những cái sản phẩm mà khách hàng người ta đã mua ở cái phần làm cái bán hàng và em sẽ lưu lại cái phiếu này, lưu lại cái phiếu này để mình kiểm tra vào cuối ngày. Thì sau khi mà đã lưu thành công á thì phần mềm sẽ báo là đã lưu thành công và cũng như là máy in bill sẽ in ra cái bill hóa đơn như vậy nè. Thì có thể thấy cái bill hóa đơn như vậy sẽ bao gồm các cái mặt hàng mà khách đã mua cũng như là tổng cộng giá tiền là bao nhiêu. Mình có thể là có thêm cái mục là mình chiết khấu, mình chiết khấu hoặc là mình tiền thừa, tiền trả tiền thừa. Đó là những cái mà mình có thể là mình áp dụng vào cái phần mềm này. Mình có thể chiết khấu trực tiếp ở trên phần mềm nha anh chị. Mình có thể chiết khấu với những khách hàng quen, với khách hàng mua số lượng nhiều, có thể là 10% hay chiết khấu giá tiền thì phần mềm này có thể quy đổi qua lại được ạ. Nó sẽ phù hợp với mình ạ. Rồi phần tiếp theo đó là phần kiểm kê. Sau khi mình bán hàng một ngày rồi, mình sẽ tiến hành mình kiểm kê lại những hàng hóa ở trên trong cửa hàng là còn bao nhiêu. Mình coi thì cái số lượng kiểm kê này với số lượng tồn nó có bị chênh lệch không. Hiện tại đây em đã mở sẵn cái mục là phiếu kiểm kê rồi.
thì nó sẽ có các cái mặt hàng trong cửa hàng của em đang giả định ở đây, thì sẽ có số lượng kiểm nè, số lượng tồn, hiện tại số lượng tồn là cái số lượng ở đây cũng như là số lượng kiểm. Thì giờ em chưa kiểm nên là số lượng kiểm nó sẽ bằng không, và em tiến hành em sẽ kiểm những cái hàng hóa trong cửa hàng của mình. Sau khi kiểm thì nó sẽ trừ ra trừ ra chênh lệch là bao nhiêu đó. Khi mà mình đếm những cái cửa hàng trong cửa hàng của mình bao nhiêu thì sẽ nó thể hiện cái số chênh lệch đó. Số chênh lệch này thì để giúp mình kiểm soát được là mình hiện tại đang chênh lệch so với cái số thực số ở trên phần mềm là bao nhiêu, số thực tế so với số phần mềm là bao nhiêu, để mình có thể là mình kiểm tra lại, mình có thể là mình bỏ lạc mất ở những cái góc nào ở trong cửa hàng hay không, hay là mình có bán rồi nhưng mà mình chưa trừ ra không, để mình kiểm tra lại các hàng hóa này, rồi mình có thể lưu lại những cái phiếu này để mình xem vào cái báo cáo. Tiếp theo là cái mục cuối cùng, đó là cái mục mà quan trọng thường thường cái cửa hàng hay quan tâm, đó là báo cáo. Báo cáo thì nó sẽ chia ra nhiều dạng là báo cáo kho, báo cáo bán hàng, mua hàng cũng như là kết quả kinh doanh. Thì tùy theo những cái loại báo cáo này thì anh chị có thể là mình vào những cái mục như là nhập xuất tồn nè, tồn kho nè, đó những cái này là những cái báo cáo, báo cáo theo chứng từ, báo cáo theo khách hàng, báo cáo theo hàng hóa, sẽ có rất là nhiều cái mục như vậy. Mình em sẽ vào thử một cái báo cáo là tồn kho, và em sẽ xem mình chọn ngày đây, chọn ngày, chọn tháng, tùy mình. Em sẽ chọn từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng 7 và bấm chữ xem. Đó thì nó sẽ hiện ra những cái mã hàng cũng như tên hàng, số lượng tồn, giá trị tồn là bao nhiêu. Mình sẽ biết được cái kho của mình đang tồn bao nhiêu tiền anh chị ạ. Sẽ biết được cái kho mình đang tồn bao nhiêu tiền. Rồi, và mình có thể là xuất thành file Excel hoặc là in trực tiếp từ phần mềm luôn ạ. Anh chị có thể xuất thành file Excel để mình có thể là mình gửi mail nè, gửi mail để mình báo cáo lại cho quản lý cửa hàng là hôm nay là mình bán được bao nhiêu tiền, bao nhiêu hàng và số lượng tồn bao nhiêu. Hoặc là in trực tiếp những cái file này để mình nộp file cứng. Thì ngoài ra thì mình có thể làm một cái báo cáo kết quả kinh doanh tổng hợp. Đây, các bạn nhìn tổng hợp nó cũng tương tự như một cái báo cáo kinh doanh. Nó sẽ gồm doanh thu bán hàng cũng như các cái chi phí, và sẽ trừ ra những cái chi phí đó và lợi nhuận của mình bao nhiêu tiền. Đây là có bán thử thì lợi nhuận đang được hơn 1 triệu. Cũng khá là cao ạ. Rồi thì đó là một số tính năng, đó là bốn tính năng chính mà thường thường một phần mềm bán hàng phải có, thì anh chị có thể theo dõi đây. Thì ngoài ra một số chức năng thêm, ví dụ như là em có thể là thay người dùng nè, với một người dùng này thì em có thể là tạo thêm một số cái tài khoản nè, em phân quyền, đó là một số cái tài khoản phân quyền, cũng như là đổi mật khẩu nè, đổi mật khẩu đây, cũng như là sao lưu là cái những cái dữ liệu bán hàng, những cái dữ liệu bán hàng mà đã bán trước giờ. Rồi một số các cái danh mục khác, ví dụ như đối tượng, em sẽ tạo một số cái nhóm đối tượng chính về khách hàng, những cái khách hàng quen thuộc, những khách hàng thường xuyên mua hàng, cũng như là danh mục về hàng hóa. Rồi đó là một số tính năng tiện ích ở đây. Thì là anh chị có thể là in mã vạch nè, rồi có thể là quản lý là cái phiếu đã xóa, mình kiểm tra lại những cái phiếu mình đã xóa vì một số lý do nào đó, cũng như là hỗ trợ trực tuyến, có thể bấm vào đây hỗ trợ trực tuyến thì bên em sẽ hỗ trợ trực tuyến cho mình, mà team view trực tiếp vào phần mềm và hướng dẫn những cái lỗi mà mình chưa có xử lý được, cũng như là những cái chức năng mà mình chưa có rõ, thì là các bạn kỹ thuật sẽ hỗ trợ cho mình thêm về những cái phần này. Đó, vừa rồi thì em đã giới thiệu sơ về những cái tính năng cơ bản của phần mềm. Thì anh chị muốn có thể là xem nó phù hợp hay không thì có thể liên hệ với là kinh doanh bên em, thì các bạn kinh doanh có thể là hỗ trợ cho mình tư vấn, cũng như có thể là demo trực tiếp phần mềm tại cửa hàng của mình luôn, để mình xem nó hoạt động như thế nào, nó có phù hợp với lại cái cửa hàng của mình hay không ạ. Nãy giờ thì anh Tân đã giới thiệu cũng như là thực hiện nguyên cái quy trình trong cái bộ bán hàng của bên em rồi, thì chắc là mọi người cũng đã hình dung được cái quy trình của cái cửa hàng của mình là nên sử dụng, hình dung ra được là mình nên chọn cái bộ combo bán hàng nào phù hợp với cái cửa hàng của mình. Thì mọi người cứ, nếu mà mọi người còn thắc mắc gì thì cứ để lại những câu hỏi trên livestream này để bên em giải đáp thắc mắc nha. Thì bây giờ em sẽ trả lời câu hỏi của anh Thạch ạ, là bên mình kinh doanh về hàng nhập khẩu và sách tay thì sử dụng combo này phù hợp không ạ? Dạ, em chào anh, thì hiện tại nếu mà những cái mặt hàng về kinh doanh cũng như kinh doanh về nhập khẩu thì chắc là các sản phẩm mình đã có mã vạch rồi, thì mình có thể lựa chọn một trong hai combo là combo tiêu chuẩn và combo cơ bản. Thì nếu mà cái tiện nhất thì mình nên sử dụng cái combo tiêu chuẩn, thì anh sẽ có thể quản lý được cái tiền của mình sẽ chia ra rõ ràng hơn, hoặc là sẽ bảo toàn được cái thu chi của mình.
Rồi mọi người có những cái câu hỏi nào thắc mắc về cái phần mềm bán hàng nữa thì hãy để lại những cái bình luận đi ạ. Em sẽ hỗ trợ thêm. Sẵn em đã mở sẵn phần mềm rồi. À, em có thấy cái bình luận của chị Quỳnh Trang ạ. Chị thường xuyên xem cái live stream bên em ạ. Em cảm ơn chị Quỳnh Trang rất nhiều ạ. Phần mềm giống cái USB hả em? Dùng cho nhiều máy được không? Lưu dữ liệu ở trong USB luôn được không? Hiện tại cái phần mềm này á thì nó là đúng là giống như là một cái USB ạ, chị Trang ạ. Thì cái USB này là đây là giống như một cái chìa khóa xe để mà mình mở xe khi mình chạy. Thì khi mà muốn mình sử dụng phần mềm thì mình phải cắm cái chìa khóa này vào máy tính ạ. Cắm cái chìa khóa này vào máy tính. Thì lúc đó thì là cái phần mềm nó mới đọc được cái password, giống như trên này đang lưu một cái password để mình mở khóa và mình truy cập vào phần mềm. Thì dữ liệu sẽ lưu trực tiếp ở trên máy tính của chị ạ, sẽ không có bị lưu vào đây. Nếu mà chị lưu vào đây nhiều lúc nó có thể là bị virus hay là một số cái sự tấn công nào đó thì nó sẽ làm mất cái dữ liệu, thì mình sẽ được lưu trực tiếp ở trên máy tính và nó sẽ đảm bảo được là cái dữ liệu của mình được bảo mật an toàn. Thì ngoài ra thì chị có hỏi một câu là dùng cho được nhiều máy không? Thì hiện tại phần mềm này có thể mình sử dụng cho nhiều máy, nhưng mà dữ liệu thì mỗi khi mà mình sử dụng chỉ lưu được vào đúng máy đó thôi. Mình có thể chuyển máy này qua máy kia nhưng mà chỉ là cắm vào một máy như vậy. Một máy kia, một máy cắm vào chỉ sử dụng cho một máy đó thôi. Và mình chuyển máy khác thì mình vẫn phải cắm cái này vào thì mới sử dụng được. Chứ mình không thể nào mà mình cắm một lần và mình rút ra mình cắm máy khác thì là không được. Tại vì cái bản quyền nó sẽ đi theo cái USB này. Nên chị phải lưu ý là phải có USB mới sử dụng được. Không biết là mọi người còn có những cái câu hỏi hay là thắc mắc gì để bên em giải đáp luôn, trực tiếp luôn cho bên mình. Thì hiện tại thì đang có những cái sản phẩm cũng như là cái phần mềm thực tế cho bên mình có thể trải nghiệm luôn. Có nghĩa là bên em sẽ demo trực tiếp cho mọi người luôn á. Thì mọi người hãy để lại những câu hỏi cũng như là thắc mắc để bên em có thể giải đáp trực tiếp cho mình. Và trong cái livestream này thì mọi người nếu mà khi mọi người đặt hàng thì mọi người sẽ nhận được giá rất là ưu đãi, cũng như là mua cái bộ combo với giá rất là cực kỳ sốc và cực kỳ tốt luôn. Nên mọi người hãy nhanh tay đặt hàng hoặc là liên hệ tới hotline 1900 3438 của công ty Thế Giới Mã Vạch để bên em có thể, nhân viên bên em sẽ hỗ trợ tư vấn cũng như là giúp mình lựa chọn được những sản phẩm phù hợp. Rồi thì hiện tại em giới thiệu lại, bên em sẽ có 3 cái combo cơ bản. Ba combo bán hàng. Đầu tiên combo bán hàng cơ bản sẽ gồm máy quét nè, máy in bill nè, 5 cục giấy in bill ở đây và một cái phần mềm bán hàng đi kèm. Dùng cho những cái cửa hàng đã có sẵn mã vạch dùng những cửa hàng của mình đã có sẵn mã vạch thì mình có thể là sử dụng cái combo này. Thì combo tiếp theo là combo bán hàng tiêu chuẩn, thì là sẽ gồm là thiết bị là máy quét mã vạch, máy in bill, giấy in bill cũng như là đi kèm với một cái kết đựng tiền để mình giúp mình phân loại tiền và tính tiền được nhanh chóng hơn, và một cái phần mềm bán hàng. Thì cái combo cuối cùng đó là cái combo cao cấp, thì sẽ gồm một cái máy in mã vạch, máy quét mã vạch, máy in bill nè, giấy in bill cũng như là kèm theo là cái kết đựng tiền và cái phần mềm bán hàng đi kèm. Thì giá của các bộ combo như sau. Thì cái đầu tiên là cái bộ combo bán hàng cơ bản thì có giá là 6.999.000 ạ. Anh chị có nhu cầu thì mình có thể là liên hệ. Nó sẽ có bao gồm là 2 thiết bị như vậy và một cái phần mềm bán hàng. Đó. Và cái bộ combo thứ hai là combo tiêu chuẩn với giá là 8.999.000 thì sẽ bao gồm những sản phẩm như máy quét, máy in bill, kết đựng tiền, 5 cuộn in bill và kèm với phần mềm bán hàng, rất là tiện ích cũng như là đáp ứng được mọi nhu cầu, yêu cầu của những cái cửa hàng bán lẻ luôn. Rồi cuối cùng là cái combo bán hàng cao cấp sẽ bao gồm một máy in mã vạch nè. Ngoài máy in mã vạch thì mình có thể là in các cái vận đơn mình bán hàng online cho các cái trang thương mại điện tử như là Shopee, Tiki, Lazada, một máy quét mã vạch, máy in bill, giấy in bill cũng như là cái kết đựng tiền và các phần mềm bán hàng đi kèm. Cái giá của nó là 13.999.000 đồng ạ. Thì anh chị hãy nhanh tay đặt hàng để được hưởng được những cái mức giá ưu đãi hiện nay. Bên em đang hỗ trợ cho khách hàng sau cái mùa dịch Covid-19 ạ. Hãy liên hệ với hotline bên em là 1900 3438 hoặc là liên hệ trực tiếp trên livestream này cũng như là inbox trực tiếp vào fanpage ạ. Dạ, em chào anh Thạch. Thì hiện tại bên em công ty Thế Giới Mã Vạch sẽ hỗ trợ quý khách hàng giao hàng miễn phí trong nội thành thành phố Hồ Chí Minh. Còn với ở Vũng Tàu thì nhân viên em sẽ gọi lại cũng như là inbox cho anh, và anh cho em xin địa chỉ và bên em sẽ liên hệ trực tiếp với anh nhé. Thì hiện tại cái thời gian để bên em livestream cũng đã hết rồi, thì mọi người nếu mọi người không thể xem trực tiếp trong cái livestream này thì mọi người có thể liên hệ lại trực tiếp với hotline 1900 3438 để được bên em hỗ trợ tư vấn cũng như là
lựa chọn cho mình những cái combo phù hợp trong cái cửa hàng bán lẻ của bên mình. Rồi thì một lần nữa cảm ơn cái anh chị cũng như là cái quý khách hàng đã theo dõi livestream ngày hôm nay. Thì mọi người có nhu cầu về cái bộ combo bán hàng như vậy thì có thể liên hệ trực tiếp vào hotline là 1900 3438 cũng như là inbox trực tiếp vào fanpage ha. Bên em sẽ hỗ trợ cho mình tư vấn à. Cũng như là có thể là demo trực tiếp tại cửa hàng để mình có thể là mình dùng thử, mình trải nghiệm thử cái phần mềm này có phù hợp hay không. Rồi, một lần nữa thì công ty Thế Giới Vạch xin cảm ơn tất cả các quý khách hàng đã theo dõi livestream và chúc quý khách hàng có thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn tất cả mọi người ạ. Xin chào và hẹn gặp lại. Giới thiệu các bạn về sản phẩm để mọi người có thể là so sánh và lựa chọn các sản phẩm sao cho phù hợp với doanh nghiệp mình. Trước mặt mọi người đây là ba dòng máy của hãng Rin được công ty mình phân phối và cung cấp. Đây là dòng máy Rin 4012 BLM cộng và đây là hai dòng máy Rin để bàn 408 BE cộng và 412 BE cộng. Đầu tiên thì mình xin giới thiệu sơ nét về hai dòng máy để bàn cho mọi người. Có hình dạng cũng như tính năng tương tự, thiết kế nhỏ gọn, bắt mắt. Lớp vỏ bên ngoài được làm từ chất liệu nhựa cứng và bền. Điểm khác biệt giữa hai dòng máy đó chính là độ phân giải. Ở độ phân giải 203 dba, dòng máy Rin 408 phù hợp in các content có kích thước vừa. Độ phân giải 300 dba ở dòng máy Rin 412 phù hợp in các content có kích thước nhỏ lên tới vài mm. Có thể in trên chất liệu in như giấy đề can, PVC, xi bạc. Tiếp theo đó, đây là máy Rin 402 BLM cộng. Đây là một chiếc máy in mà hầu hết các chủ doanh nghiệp và các sản xuất đều mong muốn sử dụng nó. Biết được các tính năng của nó sau đây. Với thiết kế bên ngoài bằng thép, chắc chắn đây là chiếc máy siêu bền. Công suất máy có thể in từ 15 đến 20 cuộn giấy mỗi ngày với độ dài mỗi cuộn lên tới 100m. Với máy in cũng khá đơn giản, máy sẽ kết nối với máy tính bằng 2 cổng USB hoặc S232. Ngoài tính năng in trên giấy đề can, PVC, xi bạc, máy có thể in trên chất liệu bằng rubber hoặc satin. Dù có độ phân giải lên tới 300 dba, song tốc độ in của chúng vẫn sẽ rất nhanh, khoảng độ 152mm trên giây. Tôi hy vọng những thông tin tôi vừa chia sẻ sẽ giúp cho các bạn có nhìn tổng quát hơn về sản phẩm cũng như là lựa chọn các sản phẩm cho phù hợp với doanh nghiệp mình. Mọi chi tiết xin liên hệ đến công ty Thế Ma Bạch hoặc nhớ mà đừng lên bên dưới để được tư vấn và giải đáp thắc mắc. Xin chào và hẹn gặp lại ở video sau.